Đây là ngôi nhà của gia đình bà Lương Thị Mến, tổ 14, phường Xuân Tăng. Gia đình bà đã sinh sống tại đây từ đầu những năm 1970. Ngôi nhà gỗ ba gian này được dựng từ năm 2007, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng vì nằm trong vùng dự án tiểu khu đô thị số 22 đã công bố quy hoạch, nên giờ có muốn cũng không thể sửa chữa nâng cấp. Trong đất này là vùng quy hoạch, thì cũng phường không cho xây, xin mãi mới làm được, sửa bờ ao cũng vỡ tung tòe hết rồi. Thế bây giờ thì còn cái mái nhà thì phường đã bảo cho, nhưng mà cho thì bây giờ phường cũng đến xem tình hình địa thế như thế này, nhưng mà vẫn chưa được. Ngoài nhà cửa xuống cấp nhưng không được sửa chữa, phát triển kinh tế của 35 hộ dân ở tổ 14 cũng gặp muôn vàn khó khăn. Quy hoạch thì bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ không lấy đến thì bây giờ dân cũng xây dựng sản xuất cũng khó khăn, bây giờ không phát triển được cái gì. Mong nhà nước nếu mà lấy thì lấy, mà không lấy thì để cho dân làm ăn. Điện bây giờ của mình như thế nào? Điện của mình thì phải kéo, mỗi nhà phải góp tiền mà kéo xa, đường dây xa đến mấy cây số, giá điện lại cao nữa, 5.000 một số điện. Phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai có diện tích 785 ha, trong đó trên 600 ha thuộc 18 dự án đã được công bố quy hoạch và đang lập báo cáo kỹ thuật chủ trương đầu tư. Số gia đình bị ảnh hưởng từ các dự án lên đến trên 600 hộ. Cấp ủy chính quyền địa phương đang chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã rà soát có phương án hỗ trợ trước mắt đối với những hộ đặc biệt khó khăn. Để đảm bảo cuộc sống trước mắt cho người dân, thì đối với những hộ gia đình mà có nhà tạm hoặc là nhà xây đã xuống cấp thì địa phương cũng đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, chi bộ khu cư và tổ dân phố sẽ khắc phục tạm thời cho nhân dân để đảm bảo cuộc sống. Trước thực trạng trên, ngành chức năng và chính quyền địa phương cần phối hợp rà soát quy hoạch một cách khoa học bài bản, từ đó đề xuất phương án giải quyết quy hoạch treo, tránh gây lãng phí tài nguyên đất và những tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân.